luôn anh chị. Rồi vậy thì nội soi tiêu hóa trên sẽ tốn bình thường trung bình một ca nội soi tiêu hóa trên các anh chị sẽ mất khoảng vài phút cho đến 5 phút đến 10 phút là tối đa. Nhưng nội soi tiêu hóa dưới thì cái thời gian thường nó sẽ lâu hơn rất là nhiều. Thông thường là 10 phút, có thể nhiều hơn, có thể 20, 30 phút, thậm chí hơn một tiếng đồng hồ, tùy vào cái đại tràng. Nội soi tiêu hóa trên thì các anh chị mình thấy khó chịu do mình đi ngang qua ngã ba Hồ Hồng. Cái ống rất là lớn, đi ngang qua mình sẽ cảm giác buồn nôn, ói. Tuy nhiên, nội soi tiêu hóa dưới thì nó lại là đau. Đau thật sự. Thật sự rất là đau. Người ta mô tả là nội soi tiêu hóa dưới, có những người người ta mô tả nó đau giống như là đau đẻ. Mà các anh chị biết rồi, các anh chị là đã từng trải qua rồi, họ nhìn thấy rồi, các anh chị cũng biết đau đẻ thì không dễ chịu chút nào. Cho nên đối với mấy anh mà không có đau đẻ thì các anh thử đi nội soi đại tràng thử xem thì sẽ biết cảm giác liền. Thế thì tại sao mà nội soi đại tràng lại đau đến như vậy ạ? Anh chị nào giải thích được không ạ? Tại sao nội soi đại tràng lại đau hơn rất là nhiều so với nội soi dạ dày ạ? Anh chị nào biết ạ? Sao đau vậy các anh chị? Sao đại tràng tại sao đau nhỉ? Có anh chị nào biết không? Tại sao đại tràng lại đau? Giờ bệnh À, nó nhiều cái nếp gấp hả? Nhiều cái gấp. Vậy cho hỏi là nội soi ở cái đại tràng của mình đó các anh chị, nó là di động hay cố định ha? Các anh chị có biết là đại tràng của mình di động hay cố định không? di động. Di động. Di động hoàn toàn toàn bộ. Di động hết toàn bộ đại tràng sao? Đâu có. Học giải phẫu kỳ vậy. À, nó cố định ở các góc. Vậy thì nó di động ở chỗ nào đây? Nó di động ở vùng đại tràng xích ba. Nhưng mà các cái góc, ví dụ như góc gan, góc lách, đây là những vị trí cố định trên đại tràng. Chỉ thì đoạn ở giữa thì di động, nhưng mà các cái góc thì cố định, nó đính cái vị trí cái đoạn này vào các cái góc. Như vậy thì các anh chị lưu ý chuyện này. Chính vì cái việc mà nó dính vào các cái góc như thế này, nó dẫn đến cái hiện tượng là khi cái máy soi của mình đi trong lòng đại tràng các anh chị, nó đi ngang các góc thì nó làm căng cái mặt treo và mặt nối của đại tràng. Thì chính vì cái hiện tượng căng này cộng thêm một phần là chúng ta bơm hơi để quan sát đại tràng thì sẽ làm bệnh nhân rất là đau cho nội soi tiêu hóa dưới. Vậy thì để chuẩn bị bệnh nhân thì giống tương tự như dạ dày ạ. Dạ dày là mình cho bệnh nhân nhịn ăn để bệnh nhân không không còn thức ăn ở trong đường tiêu hóa trên để mình kiểm tra. Như vậy thì các anh chị phải làm sạch đường tiêu hóa dưới để bệnh nhân hết sạch phân thì mình mới quan sát được tổn thương, và nó sẽ quyết định rất là lớn đến cái kết quả cuộc sau của mình. Vậy thì đối với chuẩn bị bệnh nhân nè, nội soi đại tràng các anh chị thì nó công phu hơn rất là nhiều. Chuyện thứ nhất là hôm trước thì nên cho bệnh nhân ăn lỏng và không có xơ. Bởi vì thường các chất xơ thì khi sổ nó sẽ khó khăn hơn, nó tốn thời gian hơn. Nếu bệnh nhân có thể ăn thịt, ăn cá bình thường, nhưng mà thường là khuyên bệnh nhân không ăn rau vào buổi chiều để cái thức ăn của mình nó dễ sổ hơn. Rồi, chiều hôm đó, sau khi bệnh nhân ăn cơm chiều xong, thì khoảng tầm 5, 6, khoảng 6, 7 giờ gì đó sẽ cho bệnh nhân uống một gói thuốc mang tên là Phật Trần. Vậy thì giới thiệu với các anh chị, chúng ta có khá là nhiều loại, khoảng 3, hiện tại thì khoảng 3 4 loại gì đó để sử dụng để nội soi đại tràng. Nhưng Phật Trang lại là đứng đầu ạ, tại vì Phật Trang là một trong những loại được sử dụng và được đánh giá là sổ đại tràng tương đối sạch nhất trong các loại thuốc sổ đại tràng. Những cái loại kia thì nó kém hơn, nó không bằng. Thì nếu mà không có Phật Trang thì người ta mới sử dụng các loại khác, còn nếu có thì người ta sẽ ưu tiên một sử dụng Phật Trang. Vậy thì Phật Trang sẽ uống như thế nào đây? Phật Trang là một loại thuốc bột ạ. Mình sẽ pha kèm một gói Phật Trân thì pha kèm 1 lít nước ạ. Chiều khoảng bệnh nhân ăn cơm xong 5-6 giờ cho bệnh nhân uống uống hết 1 lít nước này kèm với Phật Trân, thì một lát sau bệnh nhân sẽ bắt đầu đi tiêu ạ. Khoảng 1 tiếng sau bệnh nhân sẽ bắt đầu đi cầu ạ. Bệnh nhân đi đến khi nào mà hết thuốc thì bệnh nhân sẽ ngừng.
thì thông thường là bệnh nhân đi khoảng vài tiếng, 2 đến 3 tiếng gì đó. Như vậy thì nên cho bệnh nhân uống sớm một tí, đầu giờ chiều, ở đầu buổi tối là nên uống, để bệnh nhân có thể đến đêm thì bệnh nhân có thể ngủ được. Chứ nếu mà anh chị dặn uống trễ quá, 8, 9 giờ, 10 giờ mới bắt uống thì bệnh nhân có thể đi cầu đến sáng, bệnh nhân không ngủ được thì sẽ rất là khó cho bệnh nhân. Sáng hôm sau thì bệnh nhân sẽ dậy sớm uống thêm 2 gói pha với 2 lít nước. Thì tổng cộng một đợt sổ đại tràng thì thông thường là người ta sẽ uống 3 gói Phật răng với 3 lít nước. Và bệnh nhân sẽ đi cầu đến khi nào bệnh nhân thấy sạch thì bệnh nhân sẽ vào sôi. Như vậy thì chuyện thứ nhất của nội soi đại tràng là bệnh nhân sẽ uống khá là nhiều nước. Như vậy thì đối với những tình trạng mà những người mà rất là uống nước không được, uống không được số lượng này, thì để soi được đại tràng thì gặp rất là nhiều khó khăn. Những trường hợp những người lớn tuổi người ta không uống được nhiều, hoặc người ta đi lại khó khăn, thì khi uống thuốc sổ bệnh nhân đi cầu thì nó sẽ vất vả hơn rất là nhiều, cho nên cần phải chuẩn bị cẩn thận hơn. Có thể cho bệnh nhân sổ sẵn ở nhà rồi hãy vào bệnh viện, chứ để mà bệnh nhân mà vào bệnh viện thì sẽ rất là khó khăn. Nếu trong lúc uống mà bệnh nhân cảm thấy cái mùi nó khó chịu, bệnh nhân bị nôn ra, thì bệnh nhân bắt buộc phải uống bù thì mới có thể giữ được cái tác dụng. Còn nếu mà mình không uống, đặc biệt là cái việc uống này thì thông thường thì 2 gói Phật răng trong 2 lít nước buổi sáng chỉ được uống trong vòng 90 phút thôi, nên là tối đa là uống trong vòng 1 tiếng rưỡi. Nếu mà uống trong khoảng thời gian quá lâu thì nước cái lượng nước và Phật răng nó sẽ hấp thu vào đại tràng và đường tiêu hóa, lúc nó mất cái khả năng tiêu chảy. Vậy thì Phật răng là một cái thuốc làm do hiện tượng tiêu chảy do nhiệt trương, nghĩa là nó sẽ giữ nước ở trong lòng ruột để từ đó đẩy lưu động được tiêu hóa. Mà nếu mình uống chậm quá, một lần mình uống ít quá mà uống trong khoảng thời gian quá dài thì nó thấm qua đường tiêu hóa vào dạ dày hết, nó sẽ không xuống tới đại tràng, vậy thì không thể nào sổ sạch được. Mình phải lưu ý uống phải đủ và uống phải đúng thời gian quy định thì mới có thể thực hiện được. Vậy thì khi uống Phật răng có gì cần phải lưu ý hay không? Ngoài việc là bệnh nhân uống phải đủ nhiều, đủ nhanh, thì các anh chị lưu ý là có những trường hợp có thể bệnh nhân đi tiêu chảy quá nhiều, dẫn đến những trường hợp bệnh nhân bị rối loạn điện giải, bệnh nhân bị mệt, bệnh nhân bị ngất, thì mình cũng phải lưu ý trường hợp đó để mình phải dặn dò bệnh nhân. Nếu bệnh nhân uống xong mà bệnh nhân cảm thấy choáng váng, chóng mặt gì đó thì mình phải lập tức cho bệnh nhân nhập viện cấp cứu để có thể truyền dịch, để bù dịch lại cho bệnh nhân, vì bệnh nhân đi tiêu khá là nhiều, có thể gây rối loạn điện giải. Tuy nhiên đó là một trường hợp rất ít gặp thôi, đa số những trường hợp người khỏe mạnh thì với cái lượng nước Phật răng này nó có thể giữ nước và nó gây cái hiện tượng tiêu chảy thẩm thấu để chúng ta làm sạch được đại tràng. Vậy thì cái việc đại tràng sạch hay không sạch đó các anh chị, nó vô cùng quan trọng trong nội soi đại tràng. Thì thông thường các anh chị sẽ thấy là đây là 4 mức độ của chuẩn bị đại tràng. Bước 1, mức độ 1, đây mặt bác sĩ hạnh phúc chưa, cái đại tràng quá sạch đúng không ạ? Này đại tràng rất là sạch, vừa sạch nước vừa sạch phân. Vậy thì các anh chị thấy cho mình soi, mình quan sát tổn thương thì nó dễ dàng, không có gì khó khăn cả, có thể nhìn thấy được hết lòng đại tràng. Nếu như bệnh nhân đi mà còn nước thì các anh chị thấy nước trong đại tràng thì lúc nào nó cũng hơi đục đục như vậy, chứ nó ít khi nào nó trong khe ra được lắm. Vậy thì nó hơi đục như vậy thì quan sát thì vẫn được. Khi bạn đặt ống soi vào thì những chỗ có nước thì chúng ta có thể hút được, nó hút cho nó sạch luôn để chúng ta quan sát, nghĩa là có thể chấp nhận được và để quan sát được. Nhưng gặp những trường hợp mà chúng ta thấy phân như thế này thì thế nào? Như thì thấy phân như thế này, các anh chị rõ ràng các anh chị nhìn thấy phân nó bám trên lòng đại tràng rất là nhiều, mà đặc biệt là thường những cái gì mà tổn thương các anh chị thì cái phân nó lại bám vào chỗ đó. Ví dụ như có polyp một cái là nguyên cục phân dính ngay đó. Như thì chúng ta sẽ bỏ sót tổn thương rất là dễ dàng. Mà đại tràng thì nó rất là dài, dài dài tới 4-6 mét, tới tới gần 2 mét rồi, nên chúng ta phải nhớ là chúng ta quan sát và với lượng phân như thế này thì khả năng bỏ sót cái tổn thương trên đại tràng nó rất là lớn. Còn nếu như ở mức độ này á, phân còn rất là nhiều mà còn cả phân cục này thì chắc chắn là máy soi không đi được. Này đặt máy vô là nhìn thấy là rút liền, đi không bao giờ đi được ha. Vậy thì tốt nhất là chúng ta để làm sao để cho bệnh nhân sổ được. Vậy thì nếu như bệnh nhân có thể uống được 2 lần, một lần vào buổi chiều, 2 gói vào buổi sáng, tổng cộng 3 gói, thì thông thường nó sẽ được ở mức 1 hoặc mức 2. Còn những trường hợp ví dụ như bệnh nhân uống đi cầu không được, hoặc là bệnh nhân không có chuẩn bị từ trước, sáng vào thì bệnh nhân mới được chỉ định nội soi, thì bệnh nhân có thể uống 2 hoặc 3 gói liền vào buổi sáng thì có thể nó sẽ được ở mức 2. Thỉnh thoảng lâu lâu có những trường hợp những người lớn tuổi đi cầu không sạch thì có thể mức 3, nhưng mà có thể đa số là ở mức 2. Như vậy thì ưu tiên một để có thể sạch, để quan sát là bệnh nhân có một sự chuẩn bị ngay từ trước.
từ ngày hôm trước thì các anh chị sẽ thấy nó đẹp đẽ hơn, nó sạch sẽ hơn và bệnh nhân cũng thoải mái hơn. Còn nếu bệnh nhân uống mà đi liên tục thì bệnh nhân uống từ sáng đi hết buổi trưa, bệnh nhân không được ăn gì tới buổi chiều bệnh nhân mới soi, nó cũng khó chịu hơn cho bệnh nhân. Rồi vậy thì làm sao để mình phân biệt đây? Vậy thì để phân biệt xem coi bệnh nhân có đi cầu sạch hay không thì chủ yếu là người ta sẽ sử dụng là một cách là người ta sẽ nhìn cái nước đi tiêu trong của bệnh nhân. Thì nếu như đại tràng này nó sạch sẽ đầu tiên ạ, khi mà mới bắt đầu uống á thì phân uống đầu nó ra rất là nhiều trên nước đi cầu, anh chị thấy những phía dưới nó đen, nó có phân, nó còn phân lượng cục đúng không ạ? Rồi khi nó sổ thêm một thời gian nữa, đi thêm vài lần nó sạch phân cục thì cái nước nó bắt đầu nó màu đục, nhưng mà anh chị thấy không còn phân cục nữa, phân nó loãng hết rồi, thì lúc này bên trong đại tràng là cái nó còn nước, nước nó đục màu ha. Và nếu như bệnh lúc nào bệnh nhân đi cầu mà nước nó trong như nước đi tiểu vậy, nó không còn bận gì hết, nó không còn đục gì cả, thì lúc này đại tràng đã sạch sẽ và có thể tiến hành nội soi. Mà tôi nhớ không lầm thì đây chính là câu hỏi thi của Y6 tốt nghiệp lâm sàng của ngoại ngoại tiêu hóa. Tôi thấy thầy Năng hỏi câu này, thầy Năng nghe đi đi nghe nghe thầy Năng hỏi là làm sao để biết một bệnh nhân đã sổ sạch hay chưa, nhìn vào cái gì hay là ngồi hỏi bệnh nhân cái gì để mình biết được chuyện đó, thì đây chính là cách để các anh chị có thể phân biệt được là làm sao mình biết là bệnh nhân đã sổ sạch hay chưa. À, để mình có thể cho bệnh nhân tiến hành nội soi đại tràng. Bởi vì cái đại tràng mà nó sạch thì nó đã góp phần hơn 70-80% để cho một cái cuộc nội soi nó được hoàn thành một cách tốt đẹp. Còn nếu như cái đại tràng nó dơ thì nguy cơ bỏ sót tổn thương rất là cao. Mình phải lưu ý chuyện này. Vậy thì khi nào thì mình cho soi đại tràng đây? Vậy thì tại sao chúng ta lại cần soi đại tràng, trong khi chuẩn bị của soi đại tràng thì vất vả, có nhiều nguy cơ. Như bữa tối qua có nói với các anh chị là nội soi đại tràng là một cận lâm sàng có nguy cơ tổn thương 1/1.000. À, đây là một số cái tai biến hoặc trong quá trình nội soi, ví dụ như là xuất huyết, chảy máu, hoặc là bệnh nhân bị tổn thương thậm chí nặng nề hơn, có thể gây thủng thậm chí đến tử vong. Vậy thì khi nội soi đại tràng tại sao chúng ta lại cần? Như chúng ta biết rằng ung thư đại trực tràng là một trong năm loại ung thư phổ biến nhất của người trên đường tiêu hóa của người Việt Nam, không phải người Việt Nam không mà cả trên thế giới nữa, nó nằm trong năm loại ung thư phổ biến nhất. Vậy thì cái chẩn đoán, cái chỉ định của nội soi đại tràng, nếu chúng ta chẩn đoán các bệnh lý của đường tiêu hóa dưới, ví dụ như có xuất huyết, có viêm và đặc biệt là các triệu phát hiện được sớm của ung thư đại tràng. Vậy thì các triệu chứng của ung thư sớm của đại tràng tôi sẽ không nói ở đây, tại vì nó liên quan tới nội khoa chứ không phải liên quan tới nội soi nhiều. Vậy thì trong nội khoa thì các anh chị học, sau này các anh chị học ung thư đại trực tràng, ta có các dấu hiệu chỉ điểm ung thư đường tiêu hóa, ví dụ như bệnh nhân thay đổi thói quen đi tiêu, đột ngột giảm cân, hoặc xuất hiện máu ẩn trong phân, hoặc bệnh nhân thiếu máu không rõ nguyên nhân, hoặc thậm chí tuổi lớn thôi, nó cũng là nguyên nhân, nó cũng là một cái yếu tố nguy cơ của ung thư đại trực tràng, cần phải cho bệnh nhân đường nội soi để chẩn đoán. Ngoài ra thì cũng giống như đường tiêu hóa trên thì đường tiêu hóa dưới nội soi có thể tham gia điều trị, như chúng ta có thể cắt polyp, cầm máu, cắt những khối u và lấy dị vật của đường tiêu hóa dưới. Vậy thì nội soi đại trực tràng lưu ý chúng ta cũng có chống chỉ định, chống chỉ định tuyệt đối với những bệnh nhân từ chối hoàn toàn cuộc soi, bệnh nhân đang trong tình trạng viêm phúc mạc không bao giờ chúng ta cho soi đại tràng được. Có những chống chỉ định tương đối dành cho nội soi đại tràng là bệnh nhân mang thai 3 tháng đầu, 3 tháng cuối thì chúng ta không được cho bệnh nhân nội soi đại tràng. Tại sao ạ? Mình tính giùm tôi xem tại sao 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thì không soi được. Tại sao mang thai 3 tháng đầu không soi được? Các anh chị, cái thai nó rất là nhỏ mà, giai đoạn đầu 3 tháng đầu. 3 tháng đầu cái thai nó còn yếu, nó chưa có bám vào cái cơ tử, chưa có bám vào cái tử cung tốt của con. Nếu như mình kích thích thì nó sẽ gây sẻ thai. À, đúng rồi, tại vì các anh chị nhớ là nếu mình đụng chạm, tại vì mình soi cái đại tràng, mình soi đại tràng là mình soi cái, nó đi ngang cái bộ ổ bụng thì nó có thể gây chạm vào cái tử cung, cái thai thì nó bám chưa chắc. Chưa kể là các anh chị thấy là mình có cái phản xạ khi các anh chị chạm vào hormone trực tràng. Và lúc các anh chị học cái này kỹ năng, chắc các anh chị cũng còn, không biết các bạn anh chị các bạn còn nhớ không, là trước khi mình cho cái gì vào trực tràng, cái thai mình vào trực tràng để thăm trực tràng thì mình phải chạm ở ngoài rìa hormone trước để cho bệnh nhân làm quen, thì gọi là cho bệnh nhân làm quen, bệnh nhân không bị bất ngờ. Bởi vì khi chạm vào vùng đại trực tràng, đặc biệt là cái hormone, mình có khả năng làm kích thích một cái phản xạ
làm cho bệnh nhân hạ nhịp tim, hạ huyết áp, phản xạ gì nhớ không ạ? Người ta gọi là sốc gì, các anh chị biết không? Sốc gì? Sốc gì mà đang soi thấy bệnh nhân tụt huyết áp, mạch bắt đầu chậm là biết rồi đó, là vô sốc rồi đó. Sốc do một loại thần kinh, do một cái thần kinh tác động lên dây thần kinh. Sốc gì các anh chị? Sốc gì ạ? À? Không biết là hỏi thêm nữa. À, sốc phản xạ thần kinh 10. Đúng rồi, chính xác, sốc phản xạ thần kinh 10 làm cho mình bị hạ huyết áp, làm cho bệnh nhân bị hạ huyết áp, chậm nhịp tim ha. Bệnh nhân có thể rơi vào sốc nên mình kéo không kịp, mình không có ý, bệnh nhân rơi vào tử vong đấy. Rồi 3 tháng cuối thì sao? 3 tháng cuối thì cái thai rất là lớn rồi, nó sẽ chèn vào cái cơ quan ở trong ổ bụng. Vậy thì việc soi nó sẽ chạm vào cái tử cung nó rất là khó khăn. Và thật ra nói cho cùng thì mang thai thì thông thường người ta cũng không cho soi các anh chị, trừ khi những trường hợp rất đặc biệt, ví dụ như bắt buộc phải soi trong thời gian mang thai thì người ta sẽ lựa chọn là 3 tháng giữa, nên này nó tương đối với thai không lớn mà lại có thể ổn định hơn để người ta có thể soi. Nếu không thì người ta sẽ để qua xong thời kỳ mang thai người ta mới soi, chứ ít khi ai chọn mà mang thai để người ta soi lắm. Rồi nếu phình động mạch, phình động mạch chủ hay phình động mạch trợ, tất cả đều không cho lại soi đại tràng. Tại sao ạ? Phình động mạch thì có gì để không soi ạ? Sợ gì ạ? Phình động mạch tại sao sợ vậy các anh chị? Tại sao phình động mạch lại phải sợ nội soi? Alo, anh chị nào biết? Tại vì trên đường đi có cái đầu giò là nó đâm, nó đụng vô phải để động mạch. Ừ, đụng cũng vô, gây vỡ. Đúng rồi, và nó vỡ phình động mạch thì sao? Cầm máu một chút đó. Xuất huyết nội mà động mạch chủ ha. Hồi nãy mình họ dạy dạy các anh chị phân loại thuốc tiêu hóa chỉ là tụt cái tiểu động mạch nó sẽ thôi cấp cứu muốn chết rồi, bây giờ ở động mạch chủ, động mạch chậu, các anh chị tưởng tượng ra bệnh nhân sẽ ra sao, rơi vào sốc mất máu rất là nhanh đúng không ạ? Và thậm chí có những trường hợp là bệnh nhân đang nằm tại bệnh viện luôn ạ, mà còn cấp cứu không kịp. Cho nên sau này khi các anh chị đi học, đi lâm sàng, các anh chị sẽ thấy những trường hợp mà ta phát hiện ở phần động mạch là lập tức bệnh viện sẽ dán một cái câu lên cái giường bệnh nhân, cấm sinh viên không được khám bệnh nhân này nha. Và thậm chí bệnh nhân sẽ được giáo dục là không được bất kỳ một ai chạm vào cái bụng của bệnh nhân, nên bệnh nhân phải bảo vệ cái bụng của mình đến khi được bắt đầu người ta sắp xếp lịch để người ta điều trị, người ta can thiệp bằng phẫu thuật nha, hoặc là can thiệp nội mạch nha. Lưu ý chuyện này rất nguy hiểm với các anh chị nha, không có cố gắng làm. Rồi bệnh nhân có rối loạn đông máu, chúng mình biết là nội soi đại tràng có thể gây ra một số cái tổn thương trên niêm mạc đại tràng nếu bệnh nhân có rối loạn đông máu, có thể dẫn đến việc chảy máu khó cầm. Rồi bệnh nhân có thể trạng kém, vậy thì nhớ nếu như lúc nội soi tiêu hóa trên, tôi nhớ các anh chị phải cân nhắc giữa tình trạng của bệnh nhân và cái lợi ích của nội soi. Thì ở đây nội soi đại tràng là chống chỉ định luôn ạ. Vậy thì đối với nội soi đại tràng thì bệnh nhân chịu đựng cuộc soi rất là lâu, sổ cũng tốn rất là nhiều sức lực, cho nên nếu bệnh nhân đang bị một bệnh lý tim mạch hay bệnh phổi mạng đang ở trong tình trạng nặng thì không cho bệnh nhân nội soi, nên phải điều trị các bệnh lý nội khoa. Khi nào nó ổn định rồi thì mình mới tiến hành nội soi cho bệnh nhân. Lưu ý giùm tôi ha, tại vì nội soi đại tràng nó nặng nề hơn rất là nhiều so với nội soi dạ dày. Nội soi dạ dày mình nhịn ăn thôi, còn nội soi đại tràng mình phải sổ. Rồi nhớ chưa? Rồi đó là chỉ định và chống chỉ định. Còn về hình ảnh bình thường của nội soi đại tràng thì chúng ta sẽ học rất là dễ dàng. Bởi vì tôi không cần các anh chị phân biệt là hình ảnh này của nội soi là của đoạn nào của đại tràng. Bởi vì có những cái thủ thuật sẽ giúp người ta phân biệt được hình ảnh nội soi đại tràng đang ở đoạn nào của đại tràng. Có nghĩa là ta nhìn ta biết ở đây là sigma hay đại tràng ngang hay đại tràng lên hay là gốc. À, thì người ta có cách để người ta phân biệt được, nhưng tôi không cần các anh chị phân biệt cái đó. Tôi cần các anh chị biết được rằng niêm mạc đại tràng bình thường thì nó sẽ như thế này ạ. Màu hồng, trơn, láng, mịn, mạch máu
phân nhánh thấy khá là rõ. Và thực chất thì đại tràng rất là mỏng các anh chị, mỏng hơn dạ dày rất là nhiều. Dạ dày nó có 3 lớp cơ ha, đó, có cơ dọc, có cơ vòng, có cơ chéo. Trong khi ở đại tràng thì sao ạ? Lớp cơ dọc ở ngoài nó đã tụ thành 3 dãy rồi, nó sẽ không phủ trọn đều cái đại tràng đâu, nó chỉ còn lớp cơ vòng thôi. Lớp cơ vòng với lớp niêm mạc và dưới niêm, cho nên nó rất là mỏng manh nè. À, chính vì nó mỏng manh như thế này cho nên cái nguy cơ mà nếu mình đi quá nhanh hoặc đi mạnh tay thì nguy cơ thủng rất là cao. Thì các anh chị can thiệp thủ thuật cũng vậy, mình cắt đốt polyp hay là cắt sinh thiết tổn thương gì đó, cái nguy cơ mà nó thủng đại động đại tràng là rất cao. À, đặc biệt là vùng trực tràng thì mạch máu nó rất mỏng các anh chị, có thể gây tổn thương vùng này rất là lớn, nên nhớ giùm tôi đối với nội soi đại tràng ạ. Thì cái niêm mạc bình thường nó mỏng mịn trơn láng như thế này. À, là được rồi. Rồi mình sẽ đi vào các tổn thương. Tổn thương đầu tiên ạ, à, cũng như vậy, mình có polyp. Polyp đại tràng là một dạng phát triển tăng sinh trên bề mặt niêm mạc đại tràng. Thì bình thường các anh chị thì nó bình thường nó sẽ trong suốt như thế này, thì nó nhỏ, để một thời gian lâu thì nó sẽ phát triển lớn dần lớn dần lớn dần. Và cái yếu tố mà phát triển ung thư thì thường thì nó sẽ phát triển ở đầu của cái đầu của đại tràng, cái đầu cái polyp, sau đó nó dần dần xuống cái cuống và lan vào dần vào thành đại tràng. Như vậy thì polyp đại trực tràng là một cái yếu tố đã được chứng minh là yếu tố nguy cơ gây ung thư. Cái là cái polyp này nếu chúng ta không có xử lý trong giai đoạn nó lành tính thì vài năm sau nó sẽ chuyển thành ác tính, và thậm chí có những trường hợp là bệnh nhân có những cái bệnh lý là đa polyp gia đình. Các anh chị, một cái đoạn đại tràng thôi mà vài chục đến vài đến cả trăm cái polyp, lúc này thì thậm chí người ta còn phải có những biện pháp mạnh tay hơn là người ta cắt đại tràng, cắt một đoạn đại tràng, bởi vì quá nhiều polyp người ta không xử lý hết vào nội soi được, người ta phải xử lý theo cách mạnh tay hơn, cắt đại tràng để phòng ngừa ung thư. Như vậy thì để cho các anh chị thấy được rằng là có polyp là mình phải xử lý, mặc dù có thể không phải cần ngay lúc đó, có thể lúc soi mình chưa có thấy, mình mới thấy polyp bệnh nhân có thể không đồng ý cắt liền, nhưng mình phải tư vấn cho bệnh nhân trong một khoảng thời gian ngắn, 1 tháng 2 tháng bệnh nhân phải quay lại cắt. Cho nên bệnh nhân thấy polyp không ảnh hưởng gì tới tổn thương gì cả, bệnh nhân không đau đớn gì, bệnh nhân để 1 năm 2 năm 3 năm thì có thể tới lúc quay lại với mình nó đã muộn, nó đã thành ung thư rồi. À, và nếu bệnh nhân đã từng có polyp thì bệnh nhân cần phải định kỳ kiểm tra. Cái đoạn đầu tùy vào mức độ thì người ta sẽ cho hẹn bệnh nhân 3 tháng hoặc 6 tháng nội soi lại để kiểm tra. Nghĩa là mình sẽ tránh những trường hợp là những cái polyp còn nhỏ, nó chưa phát triển anh chị. Thì 3 tháng mình cho soi lại thì polyp nó lớn hơn thì mình sẽ cắt, mình sẽ quan sát được mà mình cắt. Hoặc là những trường hợp mà lần trước có thể cắt sót không quan sát thấy thì 3 tháng sau có thể quay lại kiểm tra. Rồi nếu như mà lần kiểm tra sau mà cái polyp nó ít hơn, hoặc là thậm chí không có polyp, thì người ta có thể hẹn giãn ra 6 tháng. Rồi lần sau có thể giãn ra 1 năm, rồi sau đó có thể định kỳ 2 năm hoặc 3 năm, 5 năm người ta mới quay lại kiểm tra một lần. Vậy thì tùy cái thái độ xử trí, tùy cái tình trạng của từng bệnh nhân mà chúng ta có nên những hẹn khác nhau. Tuy nhiên nếu bệnh nhân đã có polyp thì nên hẹn bệnh nhân tái khám và nên định kỳ nội soi kiểm tra. Tại vì thật ra polyp muốn biết là ung thư thì nó cần phải có một khoảng thời gian. Chính cái việc mà mình tầm soát liên tục thì mình cắt bỏ được các polyp thì mình sẽ loại trừ được cái nguyên nhân gây ung thư của đại trực tràng. Vì nếu mình để muộn à, mình thấy cái giai đoạn không à, đó chính là polyp đó anh chị, giai đoạn không chính là polyp, lúc giai đoạn này nó chỉ ung thư tại chỗ đó thôi, thậm chí nó không có lan đi đâu cả. Rồi muộn hơn một tí thì nó sẽ lan vào lớp cơ, rồi chậm hơn một tí thì nó có thể lan sâu xuống dưới lắm, nó phía dưới, và bắt đầu có hiện tượng di căn ở các giai đoạn sau ạ. Nó sẽ đi vào trong hệ thống bạch bạch huyết để có thể di căn sang các cơ quan khác, đó là giai đoạn muộn hơn. Như vậy thì nếu từ ngay giờ giai đoạn không, giai đoạn một, nếu mình xử lý được nội soi thì bệnh nhân của chúng ta sẽ rất là nhẹ nhàng, chúng ta sẽ tránh được một cái cuộc mổ cho bệnh nhân, thậm chí cái tiên lượng bệnh của bệnh nhân cũng khá là tốt. Cái tiên lượng của những bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn sớm được điều trị sớm thì tiên lượng sống hơn 5 năm của họ rất là cao ạ. Vậy thì đây là thật ra ung thư đường tiêu hóa nó khá phổ biến, nhưng mà cái tiên lượng sống 5 năm của bệnh nhân nó lại tốt hơn rất là nhiều so với một số cái ung thư khác. Ví dụ như các anh chị có thể thấy là ung thư phổi chẳng hạn, mặc dù ung thư phổi có thể phát hiện giai đoạn rất là sớm nè, nhưng tiên lượng của ung thư phổi thì lại tệ hơn rất là nhiều so với ung thư đường tiêu hóa. Vậy thì ung thư đại trực tràng, ung thư vú chẳng hạn, nó cũng là tiên lượng khá là tốt. Có nghĩa là nếu mình phát hiện sớm, mình điều trị sớm thì có thể bệnh nhân cái tiên lượng sống của bệnh nhân nó đã được cải thiện rất là tốt ạ. Còn muộn thì đương nhiên là không nói rồi, muộn thì nó cũng gần giống nhau, nhưng mà nó mức độ ác tính của nó đỡ hơn rất là nhiều.
so với ung thư của phổi nè. Trong đường tiêu hóa thì các anh chị sẽ thấy ung thư gan và ung thư thực quản là những cái ung thư có mức độ ai tính rất là cao. Còn ung thư dạ dày đỡ hơn được chút, đại tràng là đỡ nhất, đại tràng là đỡ nhất, tiên lượng điều trị của nó khá là tốt, nó đáp ứng thuốc cũng khá là tốt so với các loại ung thư khác của đường tiêu hóa. Như vậy thì trong năm loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới thì thật ra đường tiêu hóa nằm hết trong ba cái. Về coi thử coi, có ba cái là đường tiêu hóa nên người ta nói không sai, họa từ miệng mà ra đó các anh chị. Vậy thì nguy cơ tiếp xúc rất là cao liên quan tới đường tiêu hóa của mình, nó dẫn đến những cái tổn thương, biến đổi ung thư trên cơ thể. Đây là một hình ảnh của viêm, viêm niêm mạc đại tràng. Thì thường thì nó không đặc hiệu, có thể là tổn thương do viêm này. Thì các anh chị sẽ thấy cái bề mặt nó phù nề, nó xung huyết. Có thể gặp bệnh nhân bị tổn thương, bị xung huyết viêm đại tràng này do một số là nhiễm khuẩn hoặc là do bệnh nhân chiếu xạ. Những trường hợp mà bệnh nhân phải sử dụng hóa xạ trị ở vùng chậu, ví dụ như xạ trị của tử cung hoặc buồng trứng như các anh chị, thì có một cái tác dụng phụ của nó là nó gây ra tổn thương cái niêm mạc đại tràng, gây viêm loét đại trực tràng xuất huyết như thế này. Nó cũng có cái dạng này. Rồi đó là xong về nội soi tiêu hóa trên và dưới ạ. Cho hỏi các anh chị có hỏi gì không ạ? Các anh chị có thắc mắc gì về nội soi tiêu hóa trên và dưới không ạ? Đó là những cái kiến thức thường quy, thông thường dành cho chúng ta, những bác sĩ đa khoa chứ chưa phải gọi là bác sĩ nội soi. Thì chúng ta cho một cái chỉ định của nội soi tiêu hóa. Các anh chị thấy có gì chưa rõ không thì các anh chị có trao đổi. Rồi nếu các anh chị không hỏi gì thì tôi sẽ đi đến gần cái tiến bộ mới trong nội soi ạ. Vậy thì ngoài cái cổ điển nhất của chúng ta là nội soi tiêu hóa trơn và dưới bằng cách nội soi dạ dày và nội soi trại trực tràng, thì thực ra thì nội soi tiêu hóa đã có một số cái tiến bộ mới trong giai đoạn hiện nay. Đứng đầu là phải nói tới là nội soi viên nang ạ. Nếu như chúng ta rất là sợ việc đưa một cái ống soi vào trong cơ thể, nó đi và nó làm chúng ta có cảm giác rất là khó chịu, thì nội soi viên nang sẽ là một cái lựa chọn cho chúng ta. Tại sao vậy ạ? Bởi vì bệnh nhân sẽ được chuẩn bị giống như là nội soi đại tràng. Các bệnh nhân sẽ phải được sổ sạch đường tiêu hóa, đường tiêu hóa thì phải sạch sẽ, không có gì cả. Rồi sau đó bệnh nhân sẽ được uống một cái viên. Vậy thì bản chất của nó là một cái loại camera các anh chị. Nó có thể chụp hình liên tục để chụp hình trong đường tiêu hóa. Nó nhỏ như một cái viên thuốc vậy thôi. Vậy thì bệnh nhân sau khi sổ sạch đại tràng, bệnh nhân uống viên thuốc đó vào và hình ảnh đã được truyền về trong một cái máy để ghi lại tất cả cái hình ảnh. Và sau 24 giờ thì tất cả cái hình ảnh đó thì bác sĩ nội soi sẽ lấy cái hệ thống máy và trích xuất cái hình ảnh đó ra để bệnh nhân quan sát, để mà quan sát và chẩn đoán. Như vậy thì ưu điểm đầu tiên của nội soi viên nang là ít xâm lấn, rất ít xâm lấn. Bệnh nhân không hề đau à, bệnh nhân chỉ uống một viên thuốc thôi, rất đơn giản. Rồi sau đó bệnh nhân nghỉ ngơi. Rồi dễ thực hiện, dễ chấp nhận. Như vậy thì đối với những trường hợp mà bệnh nhân sợ đau à, bệnh nhân không chấp nhận nổi cuộc soi, thì nội soi viên nang là lựa chọn cụ thể, đúng không ạ? Dễ chịu vô cùng các anh chị. Rồi sau khi nội soi xong thì dành cho những trường hợp bệnh nhân sợ, và thứ hai là những bệnh nhân yếu, những bệnh nhân già, những bệnh nhân lớn tuổi thì không có khả năng chịu đựng nổi cuộc soi, thì người ta có thể sử dụng nội soi viên nang để chúng ta có thể thực hiện cuộc nội soi một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cái nội soi viên nang này nó cũng có một nhược điểm các anh chị. Nhược điểm của nó là chúng ta chỉ nhìn thấy hình ảnh nè, chúng ta biết được cái tổn thương nó ở chỗ nào mà chúng ta không can thiệp được. Thêm một cái ưu điểm của nội soi viên nang là như các anh chị thấy mình soi nãy giờ, mình soi từ trên nè, mình soi tới D2, mình soi ở dưới, mình soi tới van hồi manh tràng. Nhưng rõ ràng mình còn một đoạn ruột non là mình không soi được, đúng chưa? Rất là nóng, hai ống nội soi của mình là không có ai soi ruột non cả. Nên nội soi viên nang sẽ cho mình được những cái hình ảnh ở ngay cả đoạn ruột non, để mình biết ở đoạn đó có tổn thương gì hay không. Thì thật ra là cái nội soi ruột non thật ra nó cũng có đó các anh chị. Chút xíu sẽ chỉ các anh chị này nội soi ruột non. Tuy nhiên cái nội soi ruột non nó khó khăn hơn rất là nhiều. Vì thứ nhất là hệ thống máy móc của nó không phải đơn giản.
Bởi vì như các anh chị biết là ruột non của mình là nó di động hoàn toàn, đúng không? Nó chỉ có hệ thống mặt treo thôi, mặt treo để nó treo trên trong cái lồng ruột của mình thôi, nó di động hoàn toàn. Thứ hai là nó rất là nhỏ và nó rất là mỏng, cho nên việc soi của nó thì máy móc và kỹ thuật của bác sĩ soi thì rất quan trọng, nó cần thiết. Và ngay cả ở Việt Nam của mình cũng không ai soi được, cũng chưa có nơi nào triển khai nội soi ruột non. Nhưng mà cũng thời may là bởi vì cái ruột non các anh chị trong các đoạn ống tiêu hóa thì dạ dày với đại tràng á là những cái đoạn mà thường có những cái tổn thương, có u cái này cái kia nhiều hơn so với ruột non. Cho nên mặc dù ruột non mình không có soi, ruột non của mình thì mình không soi, nhưng mà thường thì nó cũng ít tổn thương, nó ít bị đoạn này, nên cũng may lắm. Nhờ thêm một nhược còn một nhược điểm của nội soi viên này là cái gì, cái gì mà nó dễ quá, nó dễ chịu, thoải mái thì thường nó phải tốn tiền, đúng không? Giống như là mình mà đi du lịch mà mình chọn, mình đi vé máy bay mà mình đi vé hạng phổ thông á thì ngồi chung với người ta chật cứng nóng nực, phải không? Còn nếu mà các anh chị mà chịu chi tiền, các anh chị đi hạng thương gia đó, ghế thoải mái luôn đó, người ta phục vụ từ A đến Z thì mất gì các anh chị? Tốn tiền, đúng không ạ? Cái gì nó cũng phải trả giá bằng tiền. Cái dịch vụ càng cao, cái gì càng thoải mái thì chúng ta càng tốn tiền. Thì tương tự như vậy ạ, nội soi viên nang khá là tốn kém ạ. Vậy vì cái viên nang này sau khi mình uống thì bệnh nhân sẽ đi cầu ra đường tự nhiên, sau đó bỏ luôn. Khuyến cáo của nhà sản xuất là sau khi soi xong nội soi viên nang thì viên nang đã bỏ luôn. Đó, viên nang này chỉ được sử dụng một lần thôi là bỏ rồi, cho nên tùy nó tốn rất là dữ. Nếu như các anh chị nội soi đại tràng bình thường, nội soi bình thường, soi thường thì các anh chị tốn là gần 1 triệu. Nếu các anh chị soi không đau là các anh chị được tiền mê, mình ngủ chút thì mình đỡ đau hơn, mình không có cảm giác trong cuộc soi của đại tràng thì mình tốn khoảng 2 triệu ạ. Nhưng mà thật ra 2 triệu của nội soi đại tràng là đáng nha các anh chị. Tôi sẽ không bao giờ khuyên các anh chị soi dạ dày không đau, bởi vì thật ra dạ dày soi có vài phút làm cái kia còn đau hơn nữa. Anh chị nhịn chút xíu, gắng chịu khó một tí mình qua được nội soi dạ dày rồi. Nhưng nội soi đại tràng thì lại đau hơn rất là nhiều. Có những trường hợp là bệnh nhân có thể bị soi tới 30 phút hoặc thậm chí lâu hơn. Có những cái đại tràng khó các anh chị, đi rất là khó, bệnh nhân càng đau thì nó càng gồng, và càng gồng thì đi lại càng không được. Bệnh nhân càng gồng cái cơ bụng lên là cái đường ruột của mình, cái mặt treo của mình nó căng ra, là bác sĩ đại nội soi càng đi không được, mà càng đau thì càng khó đi. À, cho nên là càng cố gắng đi bệnh nhân lại càng đau, nó cứ như vậy, nó lẫn quẩn. Cho nên cuối cùng những trường hợp soi rất là lâu là như vậy. Như vậy thì nếu mà bệnh nhân có thể nội soi không đau, nó sẽ làm cho bệnh nhân ngủ, bệnh nhân quên đi cơn đau đó đi, thì cái cuộc nội soi nó diễn ra dễ hơn rất là nhiều. Và nếu mà chúng ta giàu hơn ạ, chúng ta có thể thực hiện nội soi viên nang thì một lần nội soi viên nang khoảng hơn 10 triệu cho một đợt nội soi. Ở Cần Thơ có nội soi viên nang không các anh chị? Hôm nay đi bệnh viện vòng vòng có thấy ai nội soi viên nang ở đây không? Các anh chị nào đi bệnh viện nào có thấy không? Hay phòng mạch tê nào có Dạ xài không? chưa. Thật ra nội soi viên nang không hề khó, đúng không? Các anh chị thấy rồi đó, mình chỉ cho uống viên thuốc thôi. Nên nội soi viên nang là không hề khó. Nhưng mà có một cái chuyện là cái nội soi viên nang nó tốn kém quá, cho nên là thường là cái nhu cầu ở vùng này nó ít hơn, ở vùng mà sẽ nó ít hơn. Cho nên ở Cần Thơ của mình thật ra không có chỗ nào triển khai nội soi viên nang hết. Nếu các anh chị muốn giới thiệu bệnh nhân hoặc là người nhà mình có thực hiện nội soi viên nang thì các anh chị phải chịu khó đưa lên Sài Gòn. À, bệnh viện này bây giờ có làm, Chợ Rẫy cũng có làm nội soi viên nang, chứ ở đây mình không có ha. Rồi, nội soi ruột non. Nãy mình mới nói với nhau là chả thấy ai có máy nội soi ruột non cả, nhưng thực ra trên thế giới là người ta có soi các anh chị, chỉ có điều không phải ở Việt Nam thôi. Cái máy này nó sẽ đi hoặc là đường tiêu hóa trên, nó đi tới dạ dày, sau đó nó bơm một cái bóng hơi, nó cố định cái máy dạ dày ở đó, và nó đi thêm một cái máy để đi vào ruột non, hoặc là nó đi đại tràng, nó đi đến van hầm lan tràng, nó bơm hơi rồi nó giữ đó, rồi nó cố định cái máy đó là nó đi vào cái máy ruột non. Như vậy thì chúng ta có thể quan sát được ruột non, nhưng mà đương nhiên là cái kỹ thuật và cái máy móc nó khó khăn hơn. Ở Việt Nam mình chưa có triển khai nội soi ruột non, mình thấy đa chỉ có một vài nơi, đặc biệt là Nhật thì nó có. Rồi, đây là kỹ thuật được triển khai hiện nay khá là phổ biến, gọi là nội soi siêu âm AOS.
kỹ thuật nội soi siêu âm. Vậy thì đây là một cái kỹ thuật người ta tích hợp vừa nội soi và vừa siêu âm. Vậy thì mình học chuyện đó hình ảnh rồi. Siêu âm là mình sử dụng năng lượng của tia X, đúng không ạ? Năng lượng sóng để mình, xin lỗi, phải năng lượng tia X, năng lượng sóng để mình có thể phát hiện được cái bản chất của tổn thương. Ví dụ như khi mình soi vào cái mô mỡ thì cái hồi âm nó khác, mình soi vào mô cơ hay là nướu thì cái hồi âm nó khác. Nói chung là mình có thể phát hiện được cái sự thay đổi của hồi âm khi mình nhìn qua siêu âm. Nội soi thì có cái ưu điểm của nó là nội soi thì có thể nhìn thấy được bề mặt tổn thương, nhưng nội soi không thể biết được bên trong nó có cái gì mà phải dùng qua sinh thiết. Ví dụ như các anh chị nhìn thấy cái hình đầu tiên, vậy thì trên nội soi người ta soi vào người ta thấy có một cái khối gì đó nó hơi nhô lên, người ta không biết đây là bản chất là cái gì. Vậy thì nhìn về mặt cảm quan thì nội soi không thể nào phân biệt được đây là u gì cả. Nhưng nếu bây giờ cái đầu ống soi được tích hợp bởi một cái đầu siêu âm, lúc này người ta tiến hành ta phát sóng siêu âm à, thì chúng ta có thể nhìn thấy phía dưới một cái tổn thương nhìn rất là rõ, chị thấy không ạ? Đó, một cái tổn thương tăng hồi âm giới hạn rõ, đây chính là mô mỡ. À, hình ảnh của mô mỡ đây chính là một cái u mỡ dưới da, dưới niêm mạc, u mỡ dưới niêm thôi, không có gì cả ha. Vậy thì mình có thể an tâm đây là một cái tổn thương lành tính, không có ảnh hưởng tới bệnh nhân. Rồi nếu mà mình gặp một cái tổn thương ác tính thì sao? Ví dụ như bệnh nhân nội soi ca thực quản, nhìn thấy bề mặt nó sần sùi à, mà sinh thiết và mình có thể biết được đây là ca. Nhưng siêu âm sẽ thấy gì? Siêu âm sẽ cho mình biết là cái mức độ tổn thương này nó đi sâu tới lớp nào rồi, à, nó lan được tới lớp dưới niêm hay nó đi tới lớp cơ rồi. À, như vậy nó sẽ góp phần cho mình để mình chẩn đoán giai đoạn chính xác hơn, từ đó tiên lượng và điều trị nó tốt hơn. Vì nếu như nó chưa xâm lấn sâu à, mình có thể can thiệp bằng nội soi. Nhưng nếu mà nó đã xâm lấn qua lớp cơ rồi thì thua, không thể nội soi không can thiệp được nữa, mà lúc này phải chuyển qua ngoại khoa. Thì cái giai đoạn nó muộn hơn thì mình sẽ chuyển qua ngoại khoa để tiến hành điều trị giúp bệnh nhân. Như vậy thì siêu âm nội soi giúp mình giới hạn tổn thương và phân loại tổn một cách chính xác hơn qua qua nội soi. Và các cái kỹ thuật về nội soi siêu âm hiện nay thì đang được triển khai ở tất cả các bệnh viện trên toàn Việt Nam. Thậm chí Cần Thơ mình nội soi siêu âm cũng đang triển khai ở rất nhiều nơi ha. Bệnh viện trường mình cũng có, đa khoa trung ương thì được vài năm rồi, đa khoa thành phố cũng vậy cũng được vài năm rồi, thì bệnh viện trường mình cũng triển khai được hơn một năm nay rồi về nội soi siêu âm. Rồi tiếp theo là kỹ thuật nội soi nhuộm màu. Kỹ thuật nội soi nhuộm màu thì có cái gì đặc biệt à? Các anh chị nhìn lên hai hình ảnh đó. Vậy thì người ta phát hiện rằng khi mình tiến hành nội nhuộm màu cho niêm mạc thì cái tổn cái vị trí tổn thương và cái niêm mạc nó bình thường thì nó bắt màu khác nhau. Vậy thì xưa trước đây là người ta nhuộm bằng lưu gông hoặc là bằng son methylene, cái người ta soi vào xong người ta đổ thuốc nhuộm vào, đợi một chút cho cái người ta rút máy soi ra, người ta đợi cho cái thuốc nó ngấm vào toàn bộ niêm mạc dạ dày, các lát sau người ta soi lại, người ta kiểm tra. À, thì cái ưu điểm của nội soi nhuộm màu là các anh chị nhìn đi, chúng ta sẽ nhìn thấy là cái tổn thương nó được nổi lên rất là rõ trên niêm mạc, thấy không ạ? Vậy nếu như cái hình bên trái mình thấy nó cũng có cái đốm đỏ đỏ, cái ranh giới mà nhìn không rõ, nhưng nhìn hả, nhìn hình bên phải ranh giới rất rõ ràng. Như vậy thì chính ranh giới rõ ràng như thế này để mình biết giới hạn của tổn thương của mình tới đâu, mình có bỏ sót những cái tổn thương nhỏ vệ tinh ở bên ngoài hay không, và mình chỉ điểm cho mình để mình sinh thiết cho nó chính xác. Vậy thì một trong những cái vấn đề của nội soi là tại sao sinh thiết không ra được tổn thương, mình nhìn thấy ung thư rõ ràng mà sinh thiết vẫn ra, vì là vì cái mẫu mô mình bắt không đúng. À, vậy thì các cái kỹ thuật liên quan tới sinh thiết, nhưng mà có những trường hợp là mình không có xác định rõ được cái vị trí ranh giới, tại thường cái nơi cái mô ung thư đó anh chị thì nó nằm ở ranh giới á, còn ở giữa là cái ổ nó hoại tử hết trơn này, cho nên lúc sinh thiết ra toàn là những cái mô hoại tử thôi, ta đọc là viêm hoại tử. Còn các tế bào ung thư thì thường nó đang lan rộng ở ngay ranh giới mà mình nhìn không ra ranh giới là thua, mình bắt không được tổn thương. À, như vậy thì nội soi nhuộm màu sẽ giúp mình, thứ nhất, tránh bỏ sót tổn thương, đặc biệt là ngắn tổn thương nhỏ. Thứ hai, xác định rõ ranh giới để tiến hành thủ thuật, điều trị hoặc sinh thiết nó chính xác hơn. Vậy thì trước đây là người ta phải dùng phương cách đó, nhưng bây giờ thì không, mà các anh chị, người ta bây giờ người ta có cách, người ta có khả năng lọc được ánh sáng qua cái đầu máy nội soi. Như chúng ta đã biết thì cái dãy ánh sáng của mình nó có 7 màu, và sau khi người ta lọc được các cái băng tần ánh sáng để người ta giữ lại hai màu cơ bản, đó là màu xanh dương và màu xanh lá cây, thì cái phần niêm mạc ở phía bên dưới đó chỉ các mạch máu động tĩnh mạch nó sẽ nổi lên rất là rõ, giống như là nội soi nhuộm màu. Như vậy thì bây giờ thay vì phải đổ thuốc nhuộm vàng, nhiều khi nó còn gặp một cái trường hợp là bệnh nhân bị dị ứng thuốc đó, thì rất là khó khăn và bệnh nhân phải soi hai lần rất là mệt mỏi, thì bây giờ người ta chỉ cần bấm một cái nút trên máy, nó lọc ánh sáng
và nó sẽ cho mình hình ảnh y chang như nội soi nhiệm mật, và thậm chí nó còn lọc nhiều kiểu khác nhau, giống như mình nhuộm nhiều loại khác nhau vậy các anh chị, thì mình sẽ nhìn thấy được hình ảnh rất là rõ ràng. Các anh chị có thể so sánh giữa hình trên và hình dưới, đó là hai hình ảnh mà mình có thể nhìn thấy được tổn thương của nội soi. Mà mình rõ ràng mình thấy nội soi nhuộm màu sẽ giúp mình cái hình ảnh tổn thương của mình nó rõ ràng hơn rất là nhiều, nổi bật lên trên nền cái niêm mạc bình thường để mình tránh bỏ sót tổn thương. Đó là vai trò của nội soi nhuộm màu. Thế thì khi nào có máy trên nội soi nhuộm màu có thể thấy ở đâu? Các cái máy thế hệ mới bây giờ mình có thể thấy đều có sử dụng, các hệ thống máy mới bây giờ đều có hết. Fujifilm cũng có, Olympus cũng có cái nệm sóng mà ta người hay gọi là NDI rồi đó, thì chính là nội soi nhuộm màu đó các anh chị. Vậy thì cái hệ thống lọc an toàn ánh sáng này nó sẽ làm cho cái máy của mình nó giá trị hơn, nó giúp mình tăng khả năng chẩn đoán cho bệnh nhân tốt hơn. À, vậy thì các thế hệ sau này của các máy nội soi sau này đều có hết, nó đều có các cái dòng máy đều có khả năng này hết. Đó là liên quan tới nội soi siêu âm. Nội soi siêu âm sẽ giúp mình nhìn thấy được niêm mạc. Đây các anh chị nhìn thấy ạ, đây là kỹ thuật NBI, NBI nội soi niêm mạc của Olympus, thì nó sẽ cho chúng ta nhìn thấy rất là rõ về cái niêm mạc. Nhưng mà các anh chị còn nhớ dùm, ngoài nội soi siêu âm thì hiện tại thì các cái hãng nội soi còn đang phát triển một cái hướng mới, một cái hướng nữa là nội soi phóng đại. Nội soi phóng đại là sao? Vậy thì lúc này người ta sẽ tích hợp cái đầu của máy nội soi như là một cái kính hiển vi. Như các anh chị nhớ là khi mình coi quan sát những cái hiển vi, khi đọc giải phẫu bệnh, đọc mô phôi đấy, các anh chị học đó, thì các anh chị lấy một mẫu mô, các anh chị đưa lên kính hiển vi thì các anh chị nhìn thấy được cái cấu trúc mạch máu, cấu trúc tế bào của nó. Vậy thì các cái máy hiện đại hiện nay thì nó có khả năng phóng đại lên khoảng từ 100 cho đến 1.000 lần là mình có thể nhìn thấy được cái cấu trúc tế bào, cấu trúc mạch máu. Từ đó có thể giúp các nhà nội soi có thể gọi nôm na là có thể đọc giải phẫu bệnh ngay trên lúc soi. À, có nghĩa là lúc đó người ta đọc được là cái cấu trúc này lành hay ác, thậm chí trước khi cả chúng ta sinh thiết làm giải phẫu bệnh. Như vậy thì cái kỹ thuật này đang phát triển rất là rầm rộ ở Nhật Bản. Tại vì Nhật Bản là một cái đất nước, các anh chị, người ta sẽ dùng nội soi nhuộm màu và nội soi phóng đại để người ta chẩn đoán cái tổn thương, chứ người ta không dùng giải phẫu bệnh nha. Giải đối với người ta không phải là các chúng ta sinh thiết, đối với người ta không sinh thiết một mẫu mô để làm giải phẫu bệnh rồi ra bệnh thì người ta mới trị, là người ta nội soi, người ta quan sát bằng nội soi phóng đại và nội soi nhuộm màu. Nếu có tổn thương là người ta cắt nguyên cái niêm mạc đó, và sau đó sau khi lấy trọn cái tổn thương thì họ mới gửi đi làm giải phẫu bệnh. À, như vậy thì cái chẩn đoán qua nội soi phóng đại và nội soi nhuộm màu là gần như nó đã chắc chắn được 70 đến 80% có chẩn đoán rồi. Lúc đó là người ta sẽ xử lý nguyên cái khối mô bị tổn thương và sau đó mới gửi giải phẫu bệnh. Thì lúc này người ta sẽ không phải là chỉ đọc giải phẫu bệnh một mẫu sinh thiết mà là toàn bộ tổn thương. Lúc này người ta sẽ đọc được cái giải phẫu bệnh nó chính xác hơn ha. Và thậm chí là người ta sẽ xác định xem mà cái bờ cắt của cái tổn thương qua nội soi đó có đạt yêu cầu chưa. Nếu cái bờ cắt mà còn xác định là còn có tế bào ung thư hay tế bào chuyển sản, là có nghĩa là người ta cắt chưa trọn, chưa hết anh chị, là người ta phải tiến hành phẫu thuật lại, cắt thêm. Còn nếu như nó đã xác định à cái bờ tổn thương nó là ở những cái bờ là tế bào niêm mạc bình thường, thì chứng tỏ là cái tổn thương nó đã được cắt trọn rồi, thì bệnh nhân có thể được yên tâm hơn. Vì các kỹ thuật này đều được phát triển rất là mạnh mẽ ở đất nước mặt trời mọc, không phải như không mà như vậy, là bởi vì ở đất nước này cái tỷ lệ ung thư của họ, đặc biệt ung thư dạ dày rất là cao, cho nên các cái kỹ thuật để chẩn sớm liên quan tới ung thư của đường tiêu hóa thì ở Nhật và ở Hàn Quốc là hai đất nước mà người ta phát triển rất là mạnh mẽ để người ta có thể tầm soát được cho bệnh nhân của mình, cho người dân của người ta, bởi vì đây là một trong những cái bệnh lý nổi vượt trội ở đất nước Nhật Bản ạ. Nên nếu các anh chị nào có ước mơ đi du học mà thích đi Nhật ạ, thích ngắm hoa anh đào ạ, thì nên đi hệ nội soi. Nội soi là các hãng nội soi nó sẽ tài trợ cho mình sang Nhật để mình học. À, trong khi các kỹ thuật khác là phải đi Mỹ, đi châu Âu rồi sao? Đúng không? Này ai mà thích đi Nhật là bắt đầu qua nội soi ha. Rồi, đó là